Xin chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn một những công dụng vô cùng tuyệt vời nữa của Gelsorbot chữa lành Pianomo. Gelsorbot chữa lành này ngoài tác dụng là giảm đau khớp, bảo dưỡng khớp và phục hồi khớp thì Gelsorbot này còn có tác dụng vô cùng tuyệt vời nữa, đó là làm mềm cơ và thư giãn cơ thể. Các bạn có thể dùng những gel xoa bóp này xoa bóp lên toàn bộ cơ thể thì nó sẽ có tác dụng thư giãn cơ thể, giúp cho cơ thể bạn vô cùng thoải mái, hoặc có thể sử dụng kết hợp với các bài massage trị liệu khác. Thứ hai nữa là gel xoa bóp chữa lành siêu tốc này nó sẽ có tác dụng sát trùng. Khi bôi lên các vết thương hở hoặc là các xước trên cơ thể sẽ làm cho da mau chóng khỏi, mau chóng liền sẹo. Và tác dụng nữa đó là với gel xoa bóp chữa lành này thì nó sẽ có tác dụng là làm cảm gió. Khi bị gió lạnh thì chúng ta cũng có thể dùng một lượng nhỏ này xoa bóp lên toàn bộ cơ thể, nó sẽ làm nóng cơ thể và giải cảm cơ thể. Xin chúc các bạn sử dụng thành công với gel xoa bóp chữa lành cơ thể này. Xin chào và hẹn gặp lại.